hỉ chào đón quý cô bác và anh chị đến với chuyên mục Tử Vi ngày mới trên kênh Tử Vi Phương Đông. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được gửi tới lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tử Vi Phương Đông trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn đã biết, kênh Tử Vi Phương Đông chuyên đăng tải những video về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Trong đó có rất nhiều video được sự quan tâm của anh chị và các bạn quan tâm like và chia sẻ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Tử vi thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 13 tháng 4 tức là ngày Bính Dần, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần là ngày Hắc Đạo, Thiên Lao, tuổi xung với ngày Giáp Thân, Thủy, Nhâm Thân, Kim, Nhâm Tuất, Thủy, Nhâm Thìn, Thủy. Xem tử vi ngày 13 tháng 5 năm 2022 thứ 6 tuổi Tý, tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, 27 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu ngày có sự thay đổi, hoặc đã là lúc mọi chuyện đến hồi kết thúc. Việc làm đã xong, thấy được kết quả. Có khách đến hoặc nhà có tiệc. Có người đi xa. Có lộc nhỏ. Có tin về sức khỏe, tình cảm, hôn sự của người thân hoặc bè bạn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, 39 năm Thủy Diệu Nữ Mộc Đức không nên trông đợi quý nhân về sự giúp đỡ. Không được như ý, có sự chậm trễ hoặc dời hẹn, sai hẹn. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải tranh cãi hoặc phải chia chác. Trong nhà công danh, tài lộc, tình cảm của người nữ không tốt. Hao tài cho phái nữ khi giao dịch, kết bạn, đi xa hay gặp trở ngại, nên sửa chữa nhà cửa. Công việc đang tiến hành phải bị tạm dừng do có vấn đề khác nảy sinh, hoặc có tin, có người đến khiến phải tạm ngưng. Ngày của sự đáo hạn, kết thúc. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu. Tất cả sự mong cầu về tình cảm đính ước, hẹn ước đều không nên. Có tin buồn. Ngày gặp nhiều sự trở lực khó khăn. Cần phải nhẫn nại hoặc phải bỏ công sức nhiều mới có kết quả. Chuyện vui chơi khách khứa, họp bạn, đình đám nên có sự giới hạn dễ gây ra chuyện không như ý. Nội bộ gia đạo hoặc công sở có nhiều sự bất hòa hoặc có tin buồn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 năm Mộc Đức Nữ Thủy Diệu nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hay tình cảm hiện tại nếu có lời đề nghị. Công việc dù có khó khăn hoặc chưa thấy lợi lộc trước mắt nhưng sau sẽ có kết quả tốt và có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc trung bình. Ngày có tiệc, có lộc ăn. Có tin xa về chuyện tình cảm. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa. 75 năm Thủy Diệu Nữ Mộc Đức ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn để giải quyết. Có tin vui, có hỷ sự hoặc có người đến đem điều tốt lành. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Không nên có sự hấp tấp, vội vàng tiến hành, còn có tin tức khác. Nếu cần thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì đây là điều nên làm, tiền bạc tốt, tài lộc tốt. Xem thêm, tử vi tháng 5 năm 2022 của 12 con giáp. Tử vi tháng 5 năm 2022 của 12 cung hoàng đạo. Xem tử vi ngày mới thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022 tuổi Sửu, cuối tam tai. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Ngày tuổi của bổn mạng. Việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mít lòng phiền toái, mọi người xa lánh. Nên có sự san sẻ về lợi lộc. Ngày có tin hoặc có người đến bàn thảo về công việc cũng như về tình cảm. Không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích. Có tài lộc, nhưng dễ hao về đám tiệc, giao thiệp. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Ngày tuổi của bổn mạng. Nên an phận thủ thường. Việc như thế nào thì làm như thế ấy. Không nên hấp tấp vội vã dù hoàn cảnh ở trong sự thúc bách hoặc khó giải quyết. Nếu có sự hiểu lầm về việc làm cũng như về tình cảm cũng không nên phân trần. Hãy để mọi việc tự nhiên. Chậm về tin tức. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều phải có sự khéo léo nhu nhuyễn, luồn lách tốt hơn là ra mặt, và tiến chậm rãi thì mới có kết quả. Nên tự tin vào mình, không nên nghe ý kiến của người khác. Nhưng đây không phải là ngày mưu cầu những việc lớn lao.
nếu có thể được nên dời vào một ngày khác, tài lộc chậm nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ. 62 nam thái âm nữ thái bạch. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi công việc hãy để tự nhiên đến. Nhất là chuyện tình cảm, sự việc xảy ra như thế nào thì nên làm như thế ấy, không nên cưỡng cầu hoặc ép uổng sẽ bị phản tác dụng. Không nên tin vào sự giao hẹn, đính ước, có trở ngại, dời hẹn, sai hẹn. Có lộc định kỳ, hao tài về giao thiệp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, 74 năm thổ tú nữ Vân Hớn. Ngày tuổi của bổn mạng. Tất cả mọi chuyện về việc làm cũng như công danh, tình cảm nên có sự giới hạn và chậm rãi. Hấp tấp sẽ có sự rắc rối hoặc bị đảo lộn, sai sót. Nên thận trọng khi nghe ý kiến của những người khác. Có người đến đem tin buồn hoặc tin tức mong cầu chưa đến. Xem tử vi ngày 13 tháng 5 năm 2022 tuổi Dần, tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, Thổ, 25 năm kế đô nữ Thái Dương. Ngày có tin vui hoặc gặp được chuyện vừa ý nhưng ngắn ngủi vì còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải lo toan. Ngày thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, đính ước, kết hôn, giao thiệp. Tuy nhiên đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình khiến cho nội bộ lục đục, mít lòng, hiểu lầm, làm sai lạc ý định mong cầu. Có tài lộc. Ngày của sự đến hẹn, đến hạn kỳ của các việc cũ. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, 37 năm La Hầu nữ kế đô. Ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức khác làm đảo lộn công việc. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng có gặp trắc trở chút ít. Việc chờ đợi đã lâu đến nay xuất hiện. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Có tin xa. Có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, 49 nam thái bạch nữ thái âm. Không nên tranh cãi, kiện tụng lôi thôi chỉ đem đến phiền muộn. Đề phòng tin thất thiệt, thị phi. Mọi sự quan hệ, giao dịch nên thẳng thắn, chớ nên giải quyết vì tình cảm có hại. Nên giải quyết các công việc đã đến hạn kỳ. Ngày không nên có sự quyết định nhanh chóng, chỉ nên lắng nghe và tham khảo. Nên đắn đo trong việc cầu hôn, hợp tác, hẹn ước. Có người khác nhúng tay vào. Hạp các nghề kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, 61 năm kế đô nữ Thái Dương. Không nên quyết định hoặc tiến hành những việc lớn lao gặp sự trắc trở, khó khăn, bị chơi xấu, có người dòm ngó. Có tin vui nhỏ về chuyện tình cảm. Tài lộc bình thường. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, công danh, bè bạn. Nên đề phòng rủi ro khi làm việc, di chuyển. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc. 73 năm La Hầu nữ kế đô. Sự việc đã đến hồi kết thúc, hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh, công việc, tình cảm, dù có tốt cũng chỉ là sự bù đắp những việc buồn khó khăn ở quá khứ. Không nên tranh cãi, đôi co, tranh giành, mọi việc đã được định sẵn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, chỉ nên chấp nhận tài lộc nhỏ. Xem tử vi ngày 13 tháng 5 năm 2022 tuổi Mão, tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu. Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Có sự tốn kém về giao thiệp. Có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Tài lộc khó khăn. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, 36 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Ngày có nhiều tin tức, sự việc xảy ra không được thuận lợi khiến cho mình phải lo toan bận rộn dù là chuyện vui cũng như chuyện buồn. Nếu là chuyện vui thì cũng không nên để tình trạng xảy ra quá lố, có hậu quả xấu, hoặc có kẻ đến quấy rối. Nếu là chuyện buồn cũng không nên lo lắng hoặc tranh cãi lôi thôi sẽ không đi đến đâu. Tài lộc không được như ý, vào nhanh ra nhanh, hao tốn vì giao thiệp, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức. Mọi việc trắc trở trước, yên ổn sau. Ngày có nhiều việc phải lo. Có tin buồn, chuyện bất an về sức khỏe, bệnh tật, có chuyện tang thương. Sự mong cầu về tình cảm chỉ đem đến đa sầu, không vui, hoặc có người đi xa. Có tin tức ở xa. Nếu có lộc ăn cũng không được vừa ý, nội bộ gia đình, công sở không nên tranh cãi. Tài lộc trung bình. Ngày có sự bận rộn về bếp núc,
lũng cũng trong nội bộ. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, Kim, 60 nam vân hớn nữ La Hầu. Việc mong cầu về tình cảm chỉ là ngắn ngủi hoặc không vừa ý, tâm tình bất an, hay lo hoặc sức khỏe không tốt. Có tin xấu về cưỡng ép, pháp luật, xe cộ, hành hung, tranh cãi, gia đạo bất an. Nói chung là ngày chỉ nên ngồi yên. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 72 nam Mộc đức nữ Thủy Diệu. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng có kết quả. Có tin buồn đối với người mình thân thiết hoặc có liên quan đến công việc của mình. Có tin tức về công việc gặp trở ngại hoặc có sự thay đổi bất ngờ. Ngày hao tài về đám tiệc. Xem tử vi ngày mới thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, 83 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Theo lịch âm dương thì không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp. Có tin buồn về chuyện tình cảm, gia đạo, nội bộ có sự trái ý, bất hòa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Cần phải tranh đấu, bôn ba, cực nhọc mới có được kết quả chút ít. Mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn. Không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt. Gia đạo có chuyện buồn, tâm bất an. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tin buồn. Nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm. Nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn, tạm ứng, tiền của sự đáo hạn. Hoặc chỉ là lộc ăn, món quà nhỏ. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Dù tính toán kỹ lưỡng về công việc gì cũng nên từ từ giải quyết và biết chờ đợi sẽ có kết quả tốt. Chuyện mong cầu về tình cảm không nên hấp tấp vội vàng vì chưa phải lúc, sẽ gặp sự từ chối hoặc dời cuộc hẹn, giao ước. Chớ để ràng buộc vì lời nói, dễ bị hiểu lầm, hàm oan. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Ngày gặp nhiều trở lực khó khăn, trái ngược với mọi dự tính. Mọi tin tức dù tốt hay xấu cũng không nên vội vàng giải quyết, cần phải suy tính lại. Nhưng khi hành động thì phải làm cho nhanh kẻo mất cơ hội, và phải có thái độ dứt khoát dù đó là chuyện làm ăn hay là vấn đề tình cảm. Tuy nhiên luôn luôn phải có thái độ nhẫn nhịn và hòa giải cùng lấy ý kiến của mình làm chủ. Không nên tranh cãi. Có quý nhân giúp đỡ, hoặc nhận được tin tức tốt về họ. Ngày có nhiều biến động và thay đổi về công danh, tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Dù có gặp chuyện vui cũng không nên đi quá giới hạn sẽ đưa tới hậu quả xấu. Chuyện tình cảm không nên có sự cưỡng cầu vì chưa phải lúc để nói hết lòng mình. Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến rất bận rộn phải lo toan. Đề phòng có sự trở ngại, gặp rủi ro hoặc có sự bất đồng ý kiến, kích bác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, dễ hao tài. Tử vi ngày 13 năm 2022 tuổi Tỵ, tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, 82 nam La Hầu nữ Kế Đô. Chớ nên tin tưởng vào nguồn tin cũ và lời hẹn ước cũ, có sự chậm trễ hoặc có sự thay đổi. Việc mong cầu về tài lộc còn chậm chạp nhưng cũng không có sự thiệt hại gì. Có tin buồn về sức khỏe, bổn mạng, công danh của người thân. Có sự xích mích nhỏ mà làm mất đi tình cảm. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương. Không nên dính líu đến chuyện người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin xa tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân. Và có tin buồn về sức khỏe. Có sự thay đổi về công việc. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 46 năm La Hầu nữ Kế Đô. Mọi việc không nên để lâu dài, dây dưa, cũng không nên phân bua, nói nhiều chỉ làm cho mình bực bội, hàm oan, tranh cãi vô ích. Đề phòng có người dòm ngó mình. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc giải quyết các công việc lớn. Nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Ngày có sự đáo hạn về tiền bạc, công việc cũng như về tình cảm. Có tin buồn, hao tài. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm. Không nên nản chí khi gặp vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt chặn bước tiến của mình. Cần phải vươn lên hoặc tỏ bày ý kiến, lập trường của mình cho mọi người biết.
mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin, lời hứa, hoặc có tiền mà phải có trách nhiệm bảo bọc cho một công việc, cá nhân. Chuyện tình cảm không nên mong cầu. Có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 70 năm kế đô nữ Thái Dương, thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ gặp rắc rối. Hao tốn. Không nên dính líu vào những chuyện của người khác chỉ đem đến những thị phi, tranh cạnh, bực mình. Đề phòng có người nói xấu, gièm pha gây bất hòa. Gia đạo bất an, có nhiều âu lo, tin buồn. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc, chữa bệnh, tài lộc kém. Xem tử vi ngày 13 tháng 5 năm 2022 tuổi Ngọ, tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, 21 nam thủy diệu nữ Mộc Đức, 81 nam Mộc Đức nữ thủy diệu. Không nên quyết định sự việc theo tình cảm hoặc e ngại sự mít lòng mà tiến hành sẽ có hậu quả xấu. Đã là lúc phải có sự thay đổi về công việc cũng như về tình cảm. Tài lộc trung bình. Đi xa không tốt, có sự cản trở hoặc rủi ro giữa đường. Có khách ở xa đến. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu. Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường lối cũ. Chuyện tình cảm không nên kéo dài không tốt. Có tin xa. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có những việc xảy ra ngoài ý muốn cần phải chấp nhận. Có người ở xa đến. Tránh bàn chuyện người hoặc nêu ý kiến không tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, 45 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình. Dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm. Nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt. Gia đạo có định đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, 57 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự đảo lộn trái ý, hoặc tin tức đến chỉ đem thêm sự ràng buộc, rắc rối. Tài lộc không tốt, dễ hao tốn về sửa chữa, tu bổ, trả nợ. Có tin vui về sức khỏe hoặc tình cảm của bè bạn, thân nhân có liên quan đến mình. Nhà có định đám hoặc được mời ăn uống nhưng không vừa ý hoặc không đi, hoặc phải trở về nửa chừng. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu. Cái lợi hay cuộc vui chỉ đến trong chốc lát, không nên kéo dài, không tốt. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, có cơ hội nhưng không nên có nhiều tham vọng. Có tin, hoặc có khách, người thân đến viếng. Nên giải quyết các vấn đề có liên quan đến tình cảm, nhân nghĩa đã tồn tại từ lâu. Không nên hứa hẹn gì lâu dài, tránh thị phi, tranh cãi, dễ bị trách oán, hiểu lầm. Nói chung mưu cầu chuyện tình cảm, lương duyên thì không nên. Xem tử vi ngày 13 tháng 5 của 12 con giáp tuổi Mùi. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Có tin tức ở xa hoặc có người ra đi hoặc thay đổi công việc cũng như tình cảm. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ không có kết quả, hoặc lợi và hại đi đôi. Có tin xa. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Mọi việc không nên hấp tấp, sự việc dù có gấp gáp đến mấy cũng nên tuần tự giải quyết. Có tài lộc. Trong nội bộ công sở cũng như gia đạo nên vì việc chung không nên xích mích vì ý tưởng khác nhau. Có tin xa hoặc có khách đến. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Ngày xung của bổn mạ NG.NG ấy có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Ngày xung của bổn mạng chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa, công việc. Không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro. Mất hòa khí, trách oán. Nếu công việc, hoặc bàn thảo, tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót. Nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui. Tài lộc kém. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Ngày xung của bổn mạng
dù sự việc trước mắt có biến động như thế nào nên giữ vững lập trường mà tiến hành, giải quyết. Nên xem ý kiến của người khác như một sự tham khảo. Tin tức mong cầu hoặc người mình cần gặp còn chậm, chưa đến. Nhà có đám tiệc hoặc có khách đến. Tài lộc tốt. Việc đến rất nhanh. Xem tử vi ngày 13 tháng 5 năm 2022 tuổi Thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm không nên trông chờ vào quý nhân hoặc những người đã giúp đỡ mình từ xưa. Có chuyện phiền lòng hoặc họ không có khả năng. Công việc có thể giải quyết vào một ngày khác, sự mong cầu về tiền bạc cũng vậy. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương đi vào chuyện tình cảm, hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên. Chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn thì mới có kết quả. Nếu có tiệc, đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn. Có tin xa. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ. 55 năm La Hậu nữ Kế Đô không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn. Nên ngồi yên vì mọi sự xoay sở đều khó có kết quả. Nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay. Mọi việc chưa đến lúc kết thúc. Đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình, dễ bị tránh oán, áp lực, hiểu lầm. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm ngày có tin tức ở xa hoặc có khách đến đem chuyện vui về tình cảm. Cần cẩn trọng những người không hẹn mà gặp, hoặc đã quen biết từ lâu chỉ vì lời qua tiếng lại mà gây bất hòa. Tranh chấp. Nếu có sự hẹn hò đính ước từ trước không thành thì này có kết quả. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, 79 nam Kế Đô nữ Thái Dương có tin xa về chuyện tình cảm. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân. Có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân trong gia đình. Đã đến lúc cần phải giải quyết theo sự hẹn ước, đính ước. Ngày khởi đầu mọi sự. Nếu công việc, vấn đề đã hoạt động từ lâu nay đến lúc kết thúc cho một giai đoạn, quá trình. Có tin tốt về tài lộc, hoặc có hỷ sự, quà tặng, ăn uống. Xem tử vi ngày mới thứ 6 ngày 13 tháng 5 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức nên khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc, tài lộc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ những chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích. Có tin tức chậm hoặc người mình mong cầu lại không đến. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, 54 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Có chuyện vui mà mình không thể đi, hoặc chỉ nhận được tin tức. Tài lộc dễ hao. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa, 66 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý, không nên tranh cãi đưa đến xung đột. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển. Sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn. Tài lộc chưa đến, dễ hao tài. Nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 18, nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Ngày có nhiều công việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Chuyện tình cảm không nên để dây dưa, và hãy tỏ bày cho thật lòng dù có sự phiền lòng chút ít. Hao tốn về giao thiệp. Có tài lộc. Xem tử vi ngày 13 tháng 5 năm 2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn ngày có sự hao tốn. Hoặc mệt nhọc vì cuộc gặp gỡ bè bạn, thân nhân về các vấn đề có liên quan đến chuyện tình cảm. Có tin tức ở xa. Ngày của sự đáo hạn của công việc, tiền bạc, tình cảm. Đã đến lúc cần phải có sự kết thúc về mọi việc không nên dây dưa. Nếu mọi dự tính chờ đợi đã lâu, thì nên tiến hành. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy,
41 nam thái dương nữ thổ tú, mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa. Công việc dù có tốt đến mấy cũng phải đề phòng có rủi ro bất ngờ xảy ra. Hao tốn về giúp đỡ, quà cáp, tiệc tùng. Sự mong cầu về tiền bạc chậm, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, 53 nam thái âm nữ thái bạch, nếu thấy có được tài lộc thì cũng không nên tham lam tiến thêm thì sẽ có điều bất lợi. Chưa phải là lúc làm mạnh. Hãy suy tính những gì theo kinh nghiệm của mình hơn là nghe lời bàn. Cũng không nên quyết định ngay cho công việc mong muốn, phải chờ vào một ngày khác. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, Mộc, 65 nam thổ tú nữ vân hớn, ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Tài lộc trung bình và đến tự nhiên. Việc mong cầu chưa đến. Có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, 77 nam thái dương nữ thổ tú nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc khống chế, ràng buộc mình. Sự việc chưa xong chớ nên vội và kết thúc. Nhận được tin cũng không nên hốt hoảng, bất mãn, có thể là do sai lạc hoặc hiểu lầm. Tuy nhiên vẫn có tin vui về tình cảm, có quý nhân đến giúp ý kiến. Tài lộc trung bình, có lộc ăn, quà tặng. Xem tử vi ngày 13 tháng 5 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, 28 nam La Hầu nữ kế đô, mọi việc không nên hấp tấp vội vàng, dù có quyết định tiến lên cũng gặp sự cản trở vấp váp. Nhưng cũng không nên bỏ dở, nên chờ tin tức khác. Có tin buồn. Có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Ngày thuận lợi cho sự tu bổ, dọn dẹp, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, 40 nam thái bạch nữ thái âm, ngày không tốt cho mọi việc. Không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng, mà nên xem xét lại những việc làm của mình ở quá khứ mà có sự khiển trách, phiền lòng. Ngày có nhiều tin xấu, hoặc gặp những chuyện không đâu. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, 52 nam kế đô nữ thái dương, làm gì cũng không nên quá đáng, nhất là trong chuyện vui chơi, không có lợi. Có tài lộc nhỏ, hoặc tài lộc chậm chạp nhưng vẫn có kết quả. Có sự dời hẹn, sai hẹn chút ít. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, Mộc, 64 năm La Hầu nữ kế đô, không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường. Có tin xa. Tài lộc vào ra thất thường. Tránh tranh cãi, bàn chuyện người không tốt. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, 76 nam thái bạch nữ thái âm, ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc hay phải tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc. Tin mong đợi đến không vừa ý, có chuyện buồn. Có chuyện gặp rủi ro thất bại hoặc có chuyện tang thương cho mình hoặc cho người thân. Bè bạn. Gia đạo bất an, tài lộc không tốt.